Việt Nam được dự báo là sẽ tăng mức độ thịnh vượng 125% trong 10 năm tới khi củng cố được vị thế là trung tâm sản xuất toàn cầu. Đây là thông tin được trang CNBC của Mỹ trích dẫn theo báo cáo của New World Wealth, công ty phân tích sự thịnh vượng trên toàn cầu. Và theo các chuyên gia thì đây sẽ là mức gia tăng tài sản lớn nhất so với bất kỳ quốc gia nào khi mà xét về tổng sản phẩm quốc nội GDP, bình quân đầu người và số lượng triệu phú. Theo báo cáo này thì Việt Nam được nhận định là quốc gia an toàn ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Việt Nam cũng trở thành trung tâm sản xuất ngày càng được yêu thích đối với các tập đoàn đa quốc gia về công nghệ ô tô, điện tử, quần áo và dệt may. Còn trang The Banker của Anh thì trích dẫn ý kiến của nhiều chuyên gia nhận định lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm nay. Quỹ đầu tư Vina Capital dự báo là tăng trưởng GDP ở năm nay sẽ là mức từ 6 đến 6,5%, đưa Việt Nam trở thành một trong những môi trường tăng trưởng mạnh nhất ở Đông Nam Á. Mức tăng trưởng này sẽ được thúc đẩy bởi các yếu tố tăng trưởng của toàn bộ các lĩnh vực của nền kinh tế, từ xuất khẩu, sản xuất, du lịch đến tiêu dùng trong nước và tâm lý người tiêu dùng. Sự quan tâm đến FDI cũng đang tăng. Chẳng hạn như Hàn Quốc đặt mục tiêu là vượt 100 tỷ đô la Mỹ tổng vốn đầu tư vào năm 2025. Và đến nay thì nước này cũng đã đầu tư khoảng 84 tỷ đô vào Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực sản xuất.